Lại đây. Là miếng này, là miếng này. Rồi, xin mời hai món quà xuất hiện nào. Bạn hãy từ từ, bạn hãy phát biểu về bạn hãy phát biểu về hai món quà của bạn đi. Không biết nói gì luôn á. Không biết nói gì luôn á. Đúng là ảo, bạn có khả năng tàng hình luôn, ghê thật. Ơ, thế đây là cô đi, đây là... Bạn đẹp trai quá à. Bạn đẹp trai quá. Đây là cô đi, đây là... Bạn đẹp trai quá à. Bạn Kha có người yêu chưa? Trời ơi, sao bạn cấm sinh mình vậy? Rồi, làm lễ thì nào, cái gì á? Rồi, mình đứng hai bên làm phù dâu phù rể nào. Nhưng mà bạn hết buồn chưa? Mình hết khóc nhưng mà mình còn buồn. Hôm nay mình có một món quà á. Mình có hai món quà tặng bạn Hương rồi. Bạn nhắm mắt lại, bạn xè tay ra đi. Xè mắt lại, xè tay ra. Là nhận quà đó, nhắm mắt chưa? Rồi, quà đâu? 2 3 Hey, what happened? Oh no! Chúc mừng bạn. Bạn tìm chủ nhân của chiếc hài đó đi. Thôi nét đi. Mọi thứ sẽ vừa. Thêm 30.000. Thôi nói giỡn thôi. Bạn đứng đây, bạn xè lại đi. Xè lại đi để mình cho bạn món quà khác. Chúc mừng bạn đã nhận được đôi giày thối của mình. Thôi bạn ơi, tha cho bạn đi. Cứu bạn đi. Kìa, nhắm mắt lại đi bạn. Phần quà thật sự sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Ok. Thả tay ra, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cái này thật. Nhắm mắt. Ủa, tiên khỉ ở đâu vậy? Chưa. Xè tay ra đi được không? Xè tay ra đi. Rồi. Giỏi ơi. Bạn ơi, tôi chưa cắn với bạn mà bạn đã mở mắt ra rồi. Trời ơi. Bạn không xứng đáng được nhận món quà này. Đi hí vậy là quà được thu hồi. Nhắm mắt lại đi. Là miếng này. Rồi, xin mời hai món quà xuất hiện nào. Bạn hãy từ từ, bạn hãy phát biểu về bạn hãy phát biểu về hai món quà của bạn đi. Không biết nói gì luôn á. Bạn thấy mình sao? Ê, này là phức tạp quá. Ê, bạn này mới thất tình xong á mà bạn vậy á. Từ khi bạn gặp hai bạn là cái bạn chưa có mối tình bắt tay. Tự nhiên bạn dẹo nghe gì đâu bạn xong rồi. Ủa, bình thường là bạn này bạn ấy cũng hay. Ủa, nhưng mà nghe đồn là bạn đang buồn đúng không? Ai buồn vậy? Buồn thì được che chở. Buồn đi. Nhưng mà mình thích những cô gái năng động vui vẻ đấy. Mình thích những cô gái. Mình vui lắm. Mình giả bộ vậy thôi chứ mình vui lắm. Mình có một cái tài năng rất là đặc biệt mọi người. Mình chắc chắn mọi người sẽ không làm được giống mình. Nhưng mà cái tài năng này á, mình phải chọn một bạn ở dưới kia để lên đây chứng kiến tận mắt và gần nhất. Wow. Kìa, bạn đó đồng ý kìa. Nhưng mà mình nói trước cái tài năng này nó hơi kỳ á. Vậy thôi. Bạn muốn không? Mình muốn giữ hình tượng bạn đẹp trai cho mắt mình. Ok. Ok. Bạn ơi, mình Bạn Y lên đây. Thôi, mình không có vô cầu. Mình không có nhu cầu đâu.
Bạn ơi, đấy là hồi bé thôi, bây giờ mình lớn rồi. Không, nhưng mà cái đó là một cái tài năng rất là đặc biệt của mình. Mình tưởng bạn là đang định thể hiện tài năng cởi chuồng tắm mưa chứ. Mình đã được nâng cấp lên rồi bạn. Ok. Tắm mưa mặc đồ. Nâng cấp lên là cởi cả trần tắm mưa. Ôi ơi 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 ơi. Ôi ơi 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 ơi. Ê cô đi. Ê cô đi. Ê cô đi. Ê, đâu đây? Đâu đi à? Ôi, bây giờ đi đây, không nói. Cô đi đây. Cô đi ảo tận đây. Cô đi ảo tận đây đúng không? Wow. Đúng là ảo, bạn có khả năng tàng hình luôn, ghê thật. Ô, thế, đây là cô đi, đây là... Bạn đẹp trai quá à. Bạn đẹp trai quá à. Đây là cô đi, đây là... Bạn đẹp trai quá à. Đây là Nico. Đây là Nico. Đây là Coco. Coco. Đâu là Dương Quá? Ôi đi đâu ấy? Người giống nhây thiệt luôn á. Đi đâu vậy? Đâu? Đi học chứ gì đâu. Người ta chỉ nhìn. Sao bạn đi học vậy? Bạn này hay là có khả năng tăng hình. Mình đứng trên cao nhìn không thấy. Hả chứ? Đứng trên cao nhìn không thấy. Bạn nói cái gì vậy? Đứng nhìn quá không thấy. Anh nói là phải cúi xuống. Được rồi. Anh nói nể tình là hôm nay cô đi đến đây thì lâu rồi bạn không gặp mình mà một món quà tặng cho bạn đấy. Bây giờ bạn đi về đi, mình tặng quà bạn. Bây giờ bạn đi về đi, mình tặng quà bạn. Hả? Nói đùa chứ bạn. Bạn đi qua đây đi. Bạn đi qua đây, nhắm mắt lại. Nhây ghê đúng không? Nhắm mắt lại. Có nhây nữa không? Thôi bây giờ tiện ngày bạn cô đi quay lại thì chúng mình sẽ có một cái chủ đề là thăm lại trường xưa. Về lại trường xưa với nhưng mà nhân tiện đi thì tại vì là ở đây thì bạn cô đi cũng đã chưa có quen hết các bạn ấy, nên là thì cũng có những người mà cô đi chưa gặp mà đúng không, để cho cô đúng đi rồi. Làm quen chứ đúng không? Ai muốn làm quen ai nhất ơi trong này. Đúng rồi, mấy bạn này là học chung hết rồi mà. Mình học với bạn có mấy tiết thôi. Đúng rồi, học mấy tiết thôi. Bây giờ mọi người là sao, bây giờ cho mọi người giới thiệu hả, hay là bạn giới thiệu đi? Đúng rồi, bạn giới thiệu, bạn giới thiệu. Ok, xin chào mọi người, mình là Cody Nam. Mình biết bạn nè. Ủa là lúc sao? Mà bạn đi mình đóng vai bạn á, mình là cô đi á. Hồi bữa mình cũng có nghe đồn là có đứa nào nó giả mạo đi, mình đúng không? Cô đi dạ gái. Oh. Là Ben Anderson. Không, nhưng mà mình có nghe mấy bạn nó nói là cái gì mà cô đi là phải có biến độn gì á. Phải bạn không? Mấy bạn cô đi là phải có biến độn gì á. Phải bạn không? Mấy bạn bạn nói đúng không? Quá vậy, lột lên kiểm tra liền cho bạn coi. Bạn cô đi không có đi độn, bạn cô đi giày cao gót cho nam. Chưa. Miếng độn kỳ diệu. Tức quá. không có độn luôn cơ. Không đi độn đâu rồi, đổi qua dùng guốc rồi. Mình trưởng thành rồi, mình nói mọi người mình trưởng thành rồi. Còn mình với bạn này là lâu lắm không gặp. Thôi để bạn mình giới thiệu đi, nhưng mà các bạn thấy bạn mình đẹp trai không? Đẹp. Đẹp trai. Đẹp. Đẹp. Xuất sắc không? Xuất sắc. Giống đi xì trai Thái luôn. Biết nói tiếng Thái Lan không bạn? Biết chứ. Sawadee khap, hôm chư Minh Khan à khap. Ghê. Wow. Em có biết nói tiếng Việt không, là bạn dịch tào lao rồi. Ở biết nói tiếng Việt mà. Thôi bạn giới thiệu đi mệt quá. Chào mọi người, mình tên là Minh Kha. Hello Minh Kha. Gì nữa? Ủa vậy thôi. Trời ơi. Bạn Kha có người yêu chưa? Ôi, thật ra bạn ấy nhiều người yêu lắm, bây giờ kể không hết được. Không, nhưng mà mình cần một câu trả lời. Ở đây có một bạn đang ế nè. Nè. Bạn làm như là bạn có người yêu rồi á. Bạn làm như bạn có người yêu vậy. Bạn làm như bạn có người yêu thì cứ hỏi trai đứa mình mà. Được. Bạn nhìn nhà bạn không biết có người yêu chưa hả? Cái cổ ta có hít kì kìa. Wow. Trời ơi. Oh no. Không phải đâu mọi người, không phải đâu. Học sinh học ơ. Trời ơi, các bạn cấm sinh mình vậy. Không phải đâu, cái này là cái bớt của mình đó. Cái này là cái bớt của mình. Thì ra bên nước ngoài là người ta chưa bây. Bớt gì mà nó lại đỏ hòn như vậy hả bạn?
Bạn này quen quen hả? Bạn này như mình thấy ở trên TikTok hình như là tổng thúc dân hay gì đó. Không, ý là bạn này là chụp hình với nhiều cô dâu lắm. Đúng rồi, thế là mình đúng rồi, chồng thúc dân đấy. Có nghĩa là bạn này một lúc có nhiều vợ lắm. Thì đó, đấy là lúc nào thấy kia cũng đòn đó. Cho nên hồi nãy hỏi có bạn gái chưa là chưa muốn trả lời đó. Thì ra là vậy. À, sợ trùng. Sợ trùng. Nghe. Sợ trùng. Tận dụng đi, lên chụp hình chung. Nhanh. Lên chụp hình liền. Đúng rồi. Thể hiện. Coi như đây là một cái thử thách để bạn ấy vào lớp mình. Đúng rồi. Chụp hình cưới. Nhưng mà bạn đảm bảo là tụi mình không bị đánh ghen đi. Chứ đông. Ok, mình đảm bảo. Đảm bảo. Mọi người ơi. Ồ, có bó hoa luôn hả? Ai bạn nào bạn ném đi, bạn ném mình chụp cho. Vậy là mình cưới xong là bạn cưới. Phải ném như này chứ. Đâu? Không, bây giờ em mới là người có vía. Đưa đây, hai bạn chụp nhé. Okay. 1, 2, 3. Ngồi xuống cưới đi. Đang tính nhà làm nhà tài trợ kim cương. Thôi đây bây giờ để tôi làm mentor cho. Nữa, bạn nữa. Mà các bạn thôi, các em vào vị trí đi nhanh. Thời gian có hạn, bây giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi. Rồi, vô đi. Rồi, bây giờ xin mời cô dâu vô đi ạ. Chú rể mới dắt vô chứ chú rể ngồi đó. Chụp hình mà có phải quay phim đâu mà. Ai vậy? Trời ơi, bà này ấy quá. MV à? Trời ơi, lậm nghề MV quá cơ. Bà đòi cưới này cả. Bạn hơi nhập vai rồi đấy. Đòi làm lễ hay nào, cái gì á? Rồi. Mình đứng hai bên làm phù dâu phù rể nào. Nào đấy. Tung hoa. Bình thường là người ta tung hoa á. Mình phải như này này. Né, mình vô hơi sâu rồi. Sao bạn run dữ vậy? Cười hạnh phúc lên em, cười hạnh phúc lên. Ê, bạn Hương run kìa. Mình thấy ở trên top là ngồi lên đùi á. Mặt đơ quá, chú ý nghe. Nhưng mà có cảnh bé, có được bé không? Bé luôn. Mình được 10 dáng. Bé đi. Đã Hàn Quốc. Nhìn thẳng cho cam bằng trước nha. Ok, cô dâu Hàn Quốc nào? Cô dâu Hàn Quốc như nào? Cô dâu Hàn Quốc là vậy hả? Không cô dâu Hàn Quốc nào như này cả. Cô dâu Hàn Quốc là như này à? Mình làm đúng rồi, cho em đẹp lên, cho em đẹp. Thùy Mị nào? Đẹp. Đâu? Ôi nhìn đi ấy. Chưa kinh nghiệm là cô dâu, xin lỗi. Rồi, chụp đi em đi. Ngồi lên đùi luôn, ngồi sao vậy? Em ngồi ở đó. Ngồi, cứ ngồi thôi. Ủa? Bây giờ không, cô dâu chú rể là có cái dáng mà nhìn vào mắt nhau. Rồi, cô dâu tiếp theo. Oh no. Mắt cầu vô miệng lại. Thấy chồng em nó xài xẻ với em ghê luôn á. Thấy chồng em nó xài xẻ với em ghê luôn.